Buổi chiều thư giãn thật là thích, nhất là cả món bánh quy ngon tuyệt này. Tuyệt hơn nữa là nhúng nước sốt màu vàng. Ngon không tưởng. Phải trang trí nó nữa. Chà, nếu Pikachu là bánh quy, không có gì có thể ngăn mình ăn bánh quy. Ngon quá. Hả? Xin chào. Mình có thai. Quan. Mình lớn, mình mạnh. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy em Nhung? Chúng ta sắp có em bé người cá. Em chắc không. Em đói. Anh sẽ lấy đồ ăn cho em. Đến đây nhìn em mẫu. Và cậu nữa, Ngài Tùng, làm món gì ngon ngon cho vợ yêu của tôi đi. Tuyệt vời. Sushi tươi từ biển, ngon ngon. Em yêu, đồ ăn có rồi. Thường quá. Món em thích nhất. Ôi không, em không muốn ăn sushi. Nhưng em yêu, đây là món em thích nhất mà. Hả? Đây là món em thích. Ngon quá. Đến đây, run ngúng nguẩy thơm ngon. Ta đã rất thèm ăn mày đấy. Hả? Yêu, không được đâu. Anh nói đúng. Thêm kem tươi nhé. Kem tươi béo ngậy. Nữa đi. Hoàn hảo. Mình đi khỏi đây thôi. Con sữa kìa. Nói chuyện với cưng sao nhé. Xin chào. Chào bác sĩ, tôi muốn kiểm tra em bé. Được thôi. Tôi không nghe thấy gì cả. Thật chứ? Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ dùng quả cầu ma thuật. Đang kết nối với quả cầu pha lê. Trời ơi. Em bé của tôi là yêu tinh sao? Xin lỗi, lỗi của tôi. Đó là bệnh nhân trước của tôi. Để tôi làm mới lại quả cầu thủy tinh. Em bé đây rồi. Em bé tình cá dễ thương. Em bé dễ thương quá. Em bé của cô rất ổn, không có gì phải lo. Ôi, cảm ơn bác sĩ. Ôi, lại vụng về nữa. Bà mẹ vụng về. Xin lỗi. Ôi, wow. Trời đất ơi, hôm nay bị sao vậy nhỉ? Cô. Ôi, tôi đi ngay đây. Em mệt quá. Vợ yêu tội nghiệp, anh sẽ lấy cho em ít nước. Nước này, uống đi em. Không. Anh biết rồi, anh sẽ quay lại. Bây giờ thì sao em? Đem nó đi. Ok. Đây là món em thích nhất này em yêu. Dùn dẻo thơm ngon. Đây này. Dùn á? Món em thích nhất à? Ồ không. Em sắp nôn rồi. Nhưng xúc từ Kraken. Ok, em xong rồi. Tốt lắm. Dọn sạch đi. Ok em yêu, ngực trên. Tốt rồi. Có chuyện gì vậy em yêu? Ôi trời ơi, anh yêu, hôm nay là tiệc mừng con ra đời. Em chưa chuẩn bị gì cả, em cần thay đồ, nhanh lên. Tùy em hết đấy. Nên mặc gì đây? Không có gì ở đây cả, toàn đồ bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Sao có nhiều quần áo thế nhỉ? Cái này đẹp đấy. Thôi nào, vừa đi mà. Không vừa rồi. Em yếu. Mình đâu có to con như vậy. Mình quá to so với không quần áo. Không sao mà em yêu. Hả? Quần áo cháy ra. Wow, màu đẹp đấy. Đưa em cái đó. Mình không có cơ hội mặc phong cách preppy rồi. Chỉ cần một bước nữa là mình xong rồi. Wow, chúng mình ngầu nhỉ. Nhưng thì nóng quá. Nóng như trong phòng tắm hơi vậy. Không hay rồi. Đúng là một thảm họa. Đồ mình ướt hết rồi. Như này thoải mái hơn. Nó quay lại này. Không tệ.
Ok các bạn. Yeah. Sẵn sàng chưa em yêu? Rồi anh. Bắt đầu nào. Oh, em bé gái. Đợi chút. Em bé hả? Sao có nhiều bong bóng vậy? Chúng ta sẽ có 6 em bé tiên cá. Thích quá đúng không? Gì cơ? Ôi trời đất ơi. 6 em bé. Có phải mơ không vậy? Khoan. Còn nữa hả? Yeah. 12 hả? Ai đi đấy? Không được đâu. Ngủ ngon nhỉ? Bên này. Hợp tác với mẹ đi em bé. Hay là bên này? Ôn quá. Thôi đi. Mày không ngủ được. Ôi, để mình ngủ đi mà. Thôi nào. Có chuyện gì vậy? Em không ngủ được. Khó chịu quá. Để anh nghĩ. Không mình gì. Em ghét cái này. Em yêu. Hả? Dùng cái này đi, nó rất thoải mái. Như vậy sẽ giúp em thấy thoải mái. Không thoải mái. Em không thở được. Được rồi, anh có một ý tưởng. Đợi anh chút nhé. Nó ở đâu đó quanh đây thôi. Đây rồi. Em yêu không cần chịu đựng nữa. Anh ấy làm gì vậy nhỉ? Sao rồi? Bong bóng donut khổng lồ này sẽ thay đổi cuộc sống. Nó làm được gì chứ? Để bụng em vào lỗ tròn trên bánh nào. Em hiểu rồi. Thử xem nhé. Cắt con của mẹ. Ôi, thoải mái ghê. Cảm ơn Chúa. Được rồi, đi ngủ thôi. Em yêu, anh có thể... không có chỗ. Chắc phải vậy thôi. Ôi trời. Chào buổi sáng anh yêu. Thức dậy vào tảo sáng nào. Chào buổi sáng em yêu. Buổi sáng thật đẹp. Không, các con ngoan nào. Ôi trời ơi. Mình vỡ ối rồi. Miêu, em bé đang ca. Ôi trời, nhanh lên. Hả? Mình đang ở đâu đây? Bụng mình. Đó là một giấc mơ sao? Đúng rồi. Anh yêu. Ôi không. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Em yêu. Có gì đó không ổn à? Mình là một nàng tiên cá xấu xí. Em yêu, anh thích con người thật của em. Sao cơ? Anh thích em à? Mình không thích cú bẻ lái này. Giúp với. Đợi chút. Cái đó trông quen quen. Vỏ giò. Trông bình thường. Lắc nó xem nào. Anh có nghe gì không? Em yêu. Này. Em yêu. Đây. Chào mừng em, Lola. Cảm ơn. Cái gì đây? Bạn là... Đó là cái gì vậy? Người quan trọng trong mắt tôi. Tinh, cậu đâu rồi? Ngồi đây. Ngoan lắm. Lola yêu dấu. Bị cậu tốt. May mắn là mình không sợ bóng tối. Chào mừng cậu. Hình phạt cho trò trêu đùa của cậu là phải lột xác thành một con nàng dịu dàng. Không đời nào. Chắc cậu đùa tớ thôi. Đừng đụng vào tớ. Không. Xem nào. Tớ không nhìn thấy cậu khi như thế này nữa. Ok, tốt hơn rồi. Tớ sẽ cần hộp trang điểm cho các cô nàng nữ mình. Vàng nguyên chất. Hãy bắt đầu với mặt nạ. Cái này giống phép thuật vậy đó. Một thứ có lẽ cậu biết rất rõ. Đây là bùn ma thuật. Phép thuật á? Bùn á? Bình tĩnh đi, không phải bùn thật đâu. Là nam châm thôi. Nó lấy từ đầm lầy hôi thối ở sân sau hay sao vậy? Đến bước nam châm.
Mũi mình đừng lo, không đau đâu. Nhột quá. Đồ tốt nhất trên thị trường đấy. Thấy không, tất cả bụi bẩn ở đây này. Bây giờ tẩy trang cho con nhé. Này, lớp trang điểm độc quyền của tớ đấy. Đừng phàn nàn nữa, chưa tới bước hay nhất đâu. Đây, xoay gương đi. Hả, gì đây? Ôi, chỉ là ảo giác thôi. Tớ cần một tấm canvas trắng để tạo ra kiệt tác. Vậy nên hãy kẹp tóc cậu lên nhé. Phong cách emo này lỗi thời lắm rồi. Giờ đến bước giúp giả cậu miên man. Hả? Đúng là ác mộng. Xin lỗi, xin lỗi. Lại nữa. Thêm chút nữa. Một chút hả? Giờ tập cơ bắp nào. Dễ chịu ghê. Còn thiếu gì đó. Kim tuyến, kim tuyến. Một ít mưa không hại ai đâu. Tớ chắc chắn cậu không biết thế nào là một ít nhỉ. Đẹp mà, đúng không? Để tớ đi lấy son môi. Cậu cũng có mà. Màu máu. Cảm ơn vì đã giúp nhé, Thinh. Đúng là màu máu. Dùng nó nhé. Nhưng không như bạn nghĩ đâu. Đỏ hay xanh đấy? Cậu thích màu nào hơn? Lỡ lên. Cậu bị lừa rồi. Đó chính xác là thứ cậu cần. Hế? Chọn theo đấy, Lola. Lột ra và thế là xong. Yeah. Tất cả thứ cậu ăn đều ở đấy. Hả? Tớ gọi đây là đôi môi muốn hôn. Bây giờ làm gì đó với mắt cậu nhé. Để đó chờ tớ. Tớ cũng có đồ trang điểm mắt. Tớ quan sát mỗi bước đi của cậu đấy. Không phải như thế này. Đồ phá bĩnh. Dùng cái này này. Đầu tiên cắt nó làm đôi. Tớ ước cái này dính mãi, nhưng như vậy sẽ khiến cậu xỉu mất. Một ít kẹo. Kinh quá. Hey, tớ đánh răng rồi. Xong. Kỳ cục quá à. Trông xén ghê. Bụi biến. Cái gì vậy? Ít nhất nó hợp. Hoàn hảo. Như mọi khi. Wow. Đó là gì đấy? Xu hướng mới hay sao vậy? Phải lấy ra mới được. Kéo không được. Hay là cái này? Quá nhỏ. Cái này được này. Đừng sợ. Tôi thích cái lớn hơn rồi. Không chắc. Cái này mới đúng. Hả? Đi. Ôi không. Au. Sao tự nhiên thấy đầu nhẹ vậy? Tôi phải trả giá cho việc này. Đừng chịu tớ. Về sao? Tôi là Lola và bộ não này là Pin. Cô gái này có vấn đề với việc tức giận. Xem mình còn gì ở đây nữa nhá. Kéo vuốt tóc là đồng minh tốt nhất, nhưng mình sẽ làm theo cách riêng. Thêm nữa, mình cần hết luôn. Một ít kim tuyến luôn khiến mọi thứ đẹp hơn. Cái này trông giống hàng rồng đầy vàng vậy. Giờ chuẩn đều lên nhé. Và một khi bạn có hỗn hợp này, nó sẽ có tác dụng. Cô gái này là quái vật. Cưng gà bất hạnh rồi. Mái tóc dài và màu hồng giống bím tóc của mình. Đây là công việc khó nuốt nhất của mình. Làm ơn nhà trở tóc, đừng làm tao thất vọng. Hình phạt vì quá nhiều màu hồng. Mình sẽ xử lý. Thế là đủ rồi đấy, cuối cùng. Đợi đã, ý tưởng hay đấy. Cậu sẽ thích đấy. Cậu muốn biến tóc sao? Có ngay. Nhiều màu hồng quá.
Chúng ta chưa xong đâu. Oh yeah. Oh Finn, cậu đúng là một người đẹp. Chọn đồ nhé. Bộ này. Không được. Wow, không dành cho cô ấy. Hoàn hảo. Hả? Hả? Ai nói tớ cần váy mới vậy? Chúng ta mặc đồ màu hồng vào mỗi thứ tư. La la la. Không thể thế này được. Thử bộ khác nhé. Không. Cái này được này. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ. Eo này không nói dối đâu nhỉ. Chiếc váy này chắc chắn sẽ đẹp hơn. Dù sao thì nó cũng thoải mái và tôn phần eo hơn. Cho tớ sao? Được cho tớ. Đúng như mình nghĩ. Wow. Chưa hình thôi. Tớ kết tạo dáng. Tạo dáng. Lại đi. Vui hơn. Tấm cuối cùng. Gì vậy? Không phải chứ. Làm sao xóa được đây? Công nghệ. Cho tớ xem. Trông tớ phải đẹp đấy nhé. Đời này thực sự không phù hợp. Cậu gặp rắc rối rồi. Chúng ta cần vệ sinh chân trước. Cậu không bao giờ rửa chân sao? Chà, tớ sẽ làm việc đó cho cậu. Chà nhá. Giống như ma sạc chân vậy. Cậu đang cười sao? Tớ thề là tớ nghe thấy mà. Sạch sẽ. Giờ mang giày mới nhé. Ồ, không mà. Tớ thích đấy. Còn thiếu gì đó? Biết là gì rồi. Như này chắc đủ. Để chân xuống. Tớ sẽ chỉ cậu cách thắt dây giày độc đáo. Đẹp hơn bình thường nhiều. Và bây giờ chàng chỉ nữ tính và dễ thương rồi đấy. Đẹp hơn cả Louboutins. Oh wow. Cái gì đây cô gái? Trong trường tớ thì không được. Tớ sẽ chỉ cậu một mẹ. Tớ không bao giờ đi đâu mà không có quần legging. Quần legging á? Như năm 1990 vậy. Úi. Cái này sẽ xe anh bạn gầm gừ kia. Và tạo thêm phong cách. Năm 90 á? Legging vẫn hợp mốt đấy. Chỉ cần bàn tay ma thuật của tớ. Chán quá đi mất. Chưa xong đâu. Chi tiết luôn quan trọng. Và giờ là bước cuối cùng. Thêm màu xanh để tạo sự tương phản màu sắc. Bướm bướm lúc nào nhìn cũng đẹp. Vì chỉ Finn mới có thể nhận ra một cá xấu xí và biến họ thành một con nàng bánh bèo. Wow, mình toàn ý tưởng hay. Tự hào về bản thân quá. Hơi lạnh. Và hôm nay tôi đã quên cạo lông. May là mình còn một đôi. Cậu bông, làm tiếp nhé. Mình ghét màu sắc. Chào gấu bông. Gấu bông, cưng đang làm gì vậy? Gấu bông. Gấu bông. Cậu ổn không vậy? Chúng ta phải cứu nó. Sửa nó thôi. Sẵn sàng. Gấu bông, cưng sẽ ổn thôi. Bọt biển. Được rồi, bước tiếp theo. Phải lấy hết bông ra. Được rồi. Đúng là người mới. Tớ sẽ chỉ cậu. Phẫu thuật là tên đệm của tớ mà. Mẫu vật tuyệt đấy. Dùng cái này là xong.
đây sẽ là cuộc đời mới của gấu bông. Và là một cuộc đời hữu dụng. Ba lô gấu bông nằm chín người. Cho tớ á, tuyệt vời, mê mại. Đúng thứ tớ cần. Tớ sẽ bỏ tất cả những thứ đáng sợ, ý là tất cả đồ đạc vào đây. Chắc cậu sẽ không cần nó đâu. Cậu đúng là đồ nhàm chán. Mình xong việc ở đây rồi. Chờ một chút. Rồi là gì nữa một đây? Một việc cuối cùng. Rồi là sao? Giờ cậu sẽ nhìn thấy thế giới giống như tớ. Wow. Thật kinh khủng. Sao vậy? Tớ sẽ sửa lại. Tớ sửa bạn, kéo dài con gấu. Thứ này sẽ được đấy. Kéo dài chưa bao giờ thất bại. Chờ nữa. Đừng cử động. Kẹo dẻo ngon. Một người nữa ở đấy. Không bao giờ thất bại. Thông minh đúng không? Hãy chứng minh điều đó. Kẹo dẻo hay nhựa? Lừa cậu ấy dễ ghê. Lola, một tin. Không. Out. Thông minh. Cẩn thận, có thể là nhựa đấy. Giờ đưa tới cái này. Hoàn tất. Với sự kỳ diệu của việc chỉnh sửa. Công nhận kẹo dẻo con gấu nhìn đẹp. Không tệ. Bây giờ cậu đi được rồi. Ok, cậu ấy thật kỳ lạ. Bữa tiệc cầu tuyết cho bánh bèo sao? Mình cực kỳ phù hợp. Cậu ấy đúng là đã chuẩn bị tốt cho mình. Đừng cứ lão ơ. Phải tiếp tục với nhau nhé. Trời ơi, nhìn phép màu này. Tôi đã từng rất cục cằn. Nhưng giờ... Bỏ ra đi. Tránh ra. Hey, muốn trả đũa không? Chơi khám hỏi đi. Tớ đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Đi nào cô gái. Ôi trời. Chơi khám họ sao? Tớ sẽ nghe lời cậu. Mưa nhẹn đây. Ý tưởng hay đấy Sinh. Họ sẽ không bao giờ thay đổi được tớ đâu. Đến lúc tỏa sáng rồi. Trường học mới, mình cũng mới. Trang phục của mình là xu hướng mới nhất. Như sản diễn thời trang vậy. Quá đẹp. Bạn mới. Ôi không. Bộ đồ đấu trên của mình. Gì đây? Trường học ma quái á. Đó có phải là cô gái nổi tiếng nhất không? Thật chứ, tớ cần biến đổi ngoại hình. Tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn. Đây là phòng tớ. Nhưng lối ra ở đâu? Vậy trang điểm. Đầu tiên là da. Chờ đã. Vẫn luôn có ích. Tốt hơn rồi. Cậu cần định hình lại hộp sọ. Chờ bà, cháu cần bà giúp. Một chút thôi. Sẽ được đấy. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mặt sưng sỏ á? Bây giờ sẽ tán ra. Nhờ người bạn của tớ. Cứ như đang ở spa vậy. Sao tay cậu lạnh vậy? Đừng lo, chỉ là trò đùa thôi. Tớ ghét mấy trò đùa. Biết rồi, tiếp tục nhé. Tớ thích sản phẩm này. Nó có tự nhiên không? Có, đây là một hỗn hợp đặc biệt. Để tớ xem. Chó. Ouch. Xin lỗi. Không sao, tớ có rất nhiều. Bà biết rõ nhất. Bà đã dạy tớ cách làm hỗn hợp này. Được rồi. Định hình lại hộp sọ. Xong. Giờ cậu cần kiểu trang điểm mới. Trang điểm. Tớ có nhiều lắm. Tất cả các màu cậu muốn. Tốt và đắt tiền. Sẽ có ích đây. Gì vậy? Đồ trang điểm của mình. Cậu nên tránh ra đi. Sao cơ?
là ai, cậu đang giết tôi đấy. Đừng lo, tớ xong rồi. Đây là tất cả đồ trang điểm chúng ta cần. Gì vậy? Đồ trang điểm của mình hả? Quấy liên tục. Mình mê sự cháy nổ. Được rồi đấy. Tất cả đồ trang điểm của mình chỉ để làm miếng. Cậu sẽ thấy nó còn tốt hơn đấy. Hy vọng là vậy. Oops, không được rồi. Cách dùng quan trọng mà. Cưng à, áp dụng mẹo này đi. Đưa tớ cái đó. Tớ sẽ chỉ cậu. Ngay cả than này cũng có tác dụng nếu cậu dùng nó đúng cách. Oh wow. Cái này cho cậu. Tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ. Được rồi, bây giờ mascara. Hãy nhẹ nhàng với lông mi của chị nhé. Chị yêu nó lắm. Đẹp chưa? Wednesday? Hả? Một trò đùa nữa hả? Wednesday? Chào, trang điểm đẹp đấy. Tớ sẽ bắt cậu. Đến đây, không ai dọa được tớ theo cách đó đâu. Cô gái này có điên kìa. Thấy cậu rồi. Tớ đã. Làm bạn nhé. Được thôi, tớ thích những người bạn kỳ lạ. xin lỗi, có mạnh quá không vậy? Cậu không sao chứ? Không sao. Dù sao cũng cảm ơn nhé. Đập tay nào. Ok, gặp cậu sau. Đã đến lúc làm vài loại thần dược rồi. Bắt đầu. Wow, trông ngon quá. Tớ chưa bao giờ giỏi môn hóa, nhưng cái này nhìn hay ghê. Đây chỉ là đồ trang điểm thôi. Vậy ra đây là cách làm son sao? Đúng. Và cậu sẽ thấy kẹo dẻo là quan trọng nhất. Sô-cô-la làm cho nó béo hơn. Như kem dưỡng ẩm ấy nhở. Hay ghê. Và như mọi công thức, nó cũng có bí mật riêng. Mang cho tớ ít sô-cô-la nhé. Yep, sô-cô-la. Cô ấy sẽ không bao giờ biết. Mỗi loại đồ trang điểm đều có bí mật đáng sợ, giống như thuốc độc. Và cũng là bà dạy mình điều đó. Phép màu đến đây. Tớ tìm thấy sô-cô-la rồi. Sô-cô-la cần phải đợi. Xong. Sẵn sàng để thử chưa? Bỏ vào hũ nhé. Tớ muốn thử ngay. Bước cuối cùng. Xong rồi. Đưa nó cho tớ. Đen quá. Và rất mềm. Tớ thích nó. Nhưng sao mùi hôi quá vậy? Có lẽ là do cái này. Sao cơ? Đó là Chào, tỉnh dậy đi. Chúng ta phải nhanh lên. Trời ơi, tớ nghĩ tớ đã thấy một con rắn. Không phải đâu. Thay đổi trang phục của cậu nhé. Cậu cho tớ mượn một chiếc váy nhé. Không. Hay cậu đi mua cho tớ. Ok. Nên làm gì cho cô ấy đây nhỉ? Màu đen luôn là lựa chọn tốt nhất. Mình có ý này. Tớ đã mua cho cậu một chiếc váy. Cuối cùng cũng có. Nhẹ thôi. Wow, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và giờ là băng keo. Vậy là cậu có thể khoe đường không? Nó quá ngắn, dùng thêm nhé. Đây là Balenciaga hả? Thích quá. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Tớ đã tìm nó rất lâu rồi đấy. Nó rất đắt tiền. Chắc mình phải giấu đống này. Cảm ơn cậu. Trang điểm tiếp nhé. Chắc chắn rồi. Đừng cử động. Cậu cần phải trông thật đáng sợ. Xong rồi đấy. Một giọt màu đen cổ điển. Để xem tớ xong chưa nhá. Tớ trông thật đáng sợ. Chờ đã. Thật ra tớ khá thích đó. Tóc đỏ quá nhàm chán. Nhưng tớ có mẹo này. Sao tớ cảm thấy nó kinh tởm vậy? Vì nó đúng là như vậy. Chuyên cho đi. Nó kỳ quặc ngay cả cho cậu đấy. Xong. Thực ra tớ cảm nhận được. Để tớ kiểm tra hết xem sao. Được rồi.
quá sáng bóng đối với căn phòng này. Swarovski của tớ. Chúng ta phải tìm phụ kiện phù hợp hơn. Và tớ biết ở đâu rồi. Như mình đã nói, màu đen luôn là lựa chọn tốt nhất. Cậu đang làm gì thế? Phụ kiện hoàn hảo. Trang sức của tớ đắt lắm đấy. Cái này đắt hơn. Của cậu đây. Giờ chúng ta nói cùng một ngôn ngữ rồi đấy. Mình giàu ghê. Tớ muốn có vòng tay. Tớ có thể làm cho cậu vài cái. Cái này được nè. Hả? Đó là con nhện hả? Bắt nó ra đi. Tránh xa tao ra. Đây là 3 phút thủ công. Mình khá chắc là mình bị dị ứng. Đây là làm việc dưới áp lực. Lấy nó ra đi mà. Nó là thú cưng của tớ đấy. Để tớ cho cậu xem vòng tay của cậu. Wow. Tớ thích lắm. Cậu xong rồi đấy. Vậy là đã đến lúc cậu phải đi. Đến lúc ra sàn diễn thời trang ma quái rồi. Tiến độ thời trang. Ai vậy? Giờ mình đang được chú ý rồi. Mình đẹp hơn tất cả. Nữ hoàng. Không nữa hả? Cậu ổn chứ? Không, nước bọt không. Mình quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Họ đều là quái vật. Mình ghét làm quái vật. Mình bỏ cuộc. Không theo phong cách đáng sợ nữa. Tạm biệt tóc xanh kinh tởm. Xin chào phiên bản màu hồng của mình. Là chính mình vẫn tốt hơn. Cảm ơn vì cái bánh donut nha. Ngon quá. Mời cậu dính kem này cưng. Vậy hả? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Không. Naomi, con rất bài kiểm tra toán hả? Xin lỗi mẹ, toán khiến đầu con lộn ngược. Chờ chút, mẹ ngửi thấy mùi con trai ở đây. Bắt được rồi. Oopsie. Chào cô. Nhà này cấm con trai. Cấm con trai hả? Phải làm gì đó mới được. Mình phải biến thành con gái. Khi đó mình được ở gần Naomi. Buổi sáng trong lành quá. Xin lỗi mẹ, cần phải dùng phòng mẹ. Phòng mẹ đây. Xem mẹ có gì nào. Có rất nhiều thứ kỳ lạ ở đây. Có lẽ nên bắt đầu với Son. Ôi trời, hy vọng mẹ không vào phòng. Mọi thứ đều về cậu Naomi. Bây giờ bạn có thể gọi mình là Jessica. Đôi giày này thật gọi là khủng khiếp quá. Mình vẫn chưa giống con gái. Mình cần chỗ này đầy đặn. Gì đấy? Bong bóng sao? Mình nghĩ biết cách dùng nó rồi. Đổ đầy nước vào bóng. Nặng hơn mình nghĩ đấy. Giờ để nó dưới váy. Yeah, trông mình giống vệ sĩ của Malibu ghê. Whoops, đi vệ sinh về hạnh phúc. Một cái nước của mình hỏng rồi. Mình nên dùng bắp cải thay vì cái này. Mình sẽ không bao giờ trông giống con gái. Mẹ giấu gì trong ngăn kéo này vậy? Đây là kẹo cao su cho con gái hay gì vậy? Ew, trông nó ghê quá. Kéo bông gòn ra trước nha. Mình phải làm gì với cái này đấy? Có lẽ để nhét vào mũi. Hay là đồ ngoáy thai sành điệu? Không. Chính xác đây là cái gì vậy? Và bạn sẽ nhét nó vào... Sao cứ? Ew, kinh quá. Sao con gái lại dùng cái này? Mình sẽ không bao giờ thấy Naomi đáng yêu nữa. Trở thành con gái là một thử thách quá khó đối với mình. Làm sao để trở nên xinh đẹp đây? Hướng dẫn từng bước hả? Yeah, trở lại cuộc chơi thôi. Giao hàng. Nhanh quá. Nó cho em gái thôi. Cảm ơn. Cho em gái. Không được để ai biết. Được rồi anh bạn, tôi sẽ im như thóc. Được rồi, xem trong hộp này có gì nào. Trời. Cái này cho môi sao? Tôi làm việc này vì cậu hết tình yêu. Mình đã sẵn sàng cho màn làm đẹp tra tấn. Bơm môi bằng dụng cụ hình của anh đào này nhé. Tiêu chuẩn sắc đẹp đúng không? Được rồi, xem kết quả nào. Thôi nào.
Mình có ý này hay hơn. Cuối cùng cũng được. Ôi, mình đã có đôi môi của Kardashian. Nhưng làm sao để tô son cho chính xác? TikTok đến cứu đây. Chào các người đẹp. Mẹo mới này là dành cho môi. Dán băng keo xung quanh môi. Dễ ẻ thôi. Cảm ơn cưng, tớ sẽ làm được. Mẹo của cậu luôn cứu tớ khỏi rắc rối. Mình sẽ được đấy. Wow, môi mình rất hồng rồi. Ê cưng, cậu thật xinh đẹp. Muốn làm bạn gái tớ không? Ôi trời, có gì trên răng mình vậy? Đừng sợ, giờ sạch rồi. Kinh quá, lông mày của mình cứ như của Shrek vậy. Xem chúng mình có thể làm gì nào. Ok, cái gì đấy? Tiện ích này sẽ giúp mình có lông mày đẹp. Ha, trông buồn cười quá, nhưng cứ thử xem. Không có gì khó cả. Oh, đây là cái máy tra tấn. Sao con gái lại làm vậy nhỉ? Mình nên thử gì đó an toàn hơn. Aha, mình có ý này. Mình sẽ tìm thấy gì đó trong hộp công cụ của mình. Dụng cụ thể hàng già này thì sao nhỉ? Không được. Còn cái cưa? Quá lỗi thời. Mình sẽ dùng băng keo làm miếng dán tẩy lông. Yeah. Chỉ cần dùng băng keo dán lên râu và lông mày. Ôi trời. Quỷ thật ơi, lông mày của mình đâu rồi? Trông mình còn đáng sợ hơn Voldemort. Phải làm lại lông mày. Cái quái gì đây nhỉ? Để khuôn tô lên mắt và dùng phấn tô lên lông mày mới. Nào tiện ích, đừng làm tao thất vọng nhé. Trông mình rất phong cách. Chào cưng. Đây. Hả? Bên này. Cậu gỡ băng keo này ra được không? Được thôi. Cậu giỏi xây cầm đấy anh bạn. Mình cần thêm dụng cụ làm đẹp. Mẹ có mái tóc đẹp ghê. Một câu cá bắt đầu. Được rồi. Câu giỏi ghê. Xin lỗi, con mượn tóc mẹ một lát nhé. Mẹ có thể đeo bộ mới làm từ đầu cây lâu nhỉ. Trở lại căn cứ nào. Coi chừng tàu đang hạ cánh. Hả? Tóc mình bị sao vậy? Mình không thấy đường. Ôi, có gì sai sai ở đây? Mình nghĩ mình đeo ngược tóc giả rồi. Yep, đúng chiều rồi. Mình phải biến đổi tóc nữa. Đôi cột tóc này trông đẹp đấy. Mình có thể dùng nó để thắt bím. Thử xem nhé. Không tìm được, mình có kiểu tóc của Harley Quinn. Tuyệt vời. Các bạn, sáng nay. Chào, đừng bay. Không ai thoát khỏi Justin được đâu. Được rồi, tiếp theo là gì đây? Wow, bảng phấn này nhiều màu ghê. Nhiều lựa chọn quá. Chọn gì đây? Mình nên thuê chuyên gia trang điểm làm việc này. Hả? Mình có thể trang điểm kiểu xoắn ốc. Lấy một ít màu trước nhé. Giờ mình cần vẽ nhiều vòng tròn quanh mặt. Trông giống mạng nhện rồi này. Trời, mình là chuyên gia trang điểm. Mình có thể bắt đầu kênh làm đẹp được rồi. Xong tất cả các vòng tròn. Wow, trông mình giống công chúa Netrigan. Giờ mày phải dùng cái này tán ra. Yay, trông nó giống máy đánh bóng vậy. Hy vọng nó sẽ không xóa hết mặt mình. Cảm giác giống như massage mặt vậy. Ôi trời, mặt mình có tông màu sáng đẹp quá. Ai đang gọi vậy? Là Naomi. Khỏe không cưng? Hey. Xin lỗi, lộn số. Cô ấy là ai vậy? Justin quen người khác rồi sao? Naomi là tớ này. Đúng là một ngày xui xẻo. Được rồi, phải nhanh lên. Mình không còn biết đây là cái gì. Gì đấy? Cái mũ kỳ lạ ghê. Wow, máu tay giả. Xịt keo ở mặt sau. Nhưng đừng bóp nhiều quá. Sau đó dán chặt máu lên ngón tay. Dễ à, móng tay của mình. Tin nhắn của Naomi. Ôi trời, Naomi, mình phải đọc tin nhắn của cô ấy. Bình tĩnh Justin, hít một hơi thật sâu. Nào, điện thoại ngu ngốc, để tao nhắn tin cho Naomi. Cậu ấy đùa giỡn với mình sao? Tình yêu của tụi mình kết thúc rồi, Justin. Sao hôm nay mình xui vậy? Mình ghét bọn ngón tay này. Ra khỏi ngón tay tao đi. Cuối cùng ngón tay cũng được tự do. Mình nên thử mẹo làm móng khác. Mình cần dùng găng tay tắm và kéo mà mình đã chùm của bà chị. Sau đó mình sẽ cắt lỗ cho móng trên găng tay. Giờ sơn lên móng nhé. Mình sẽ dùng cỏ vẽ tranh cho việc này. Dùng màu hồng vui mắt nhé. Giờ xem kết quả nào.
móng tay của mình thật sáng bóng, hiệu quả ghê. Kinh quá, máu ở khắp nơi. Mình phải thay quần áo. Còn gì trong hộp làm đẹp không nhỉ? Mình không nghĩ cái này đúng sai. Trông mình giống em gái xấu xí của lọ lem vậy. Tay mình quá to so với tay áo. Nhìn những cơ bắp này đây. Oops, xin lỗi. Ở đây bụi quá. Món gà được rồi. Điệp viên Justin Dixon. Có gì đó dưới mông mình. Mình nhớ món đồ kỳ lạ này. Mình có thể dùng nó cho mẹo tiếp theo. Được rồi, cởi áo thun bẩn này ra. Xem cơ bụng của tớ này. Giờ mình sẽ cố gắng mặc áo ngực. Sẵn được rồi, sao lại khó vậy nhỉ? Ai đó giúp tôi với. Không tệ, nhưng mình cần đầy đạn hơn. Mình có ý này. Ew, nó hơi hơn hơi thở của Venom luôn. Bỏ tất vào đây. Giống như gói quả Giáng sinh vậy. Chúng trông rất tự nhiên. Nhưng mùi thì khác nhiều. Giờ mặc váy của mẹ vào. Sẵn sàng cho mẹ thời trang. Wow, công chúa Disney xinh đẹp. Gì vậy? Có gì đó mắc kẹt trên lưng mình. Chúng ta không cần thứ này. Giờ thử chiếc thắt lưng xinh đẹp này nhé. Yeah, đẹp hơn nhiều rồi. Ôi chúa ơi, chân mình đáng sợ và nhiều lông quá. Phải xử lý nó thôi. Chắc không có cách nào khác. Ôi trời, đây là lần đầu tiên mình nhổ lông. Đừng lo Justin, mày làm được mà. Chỉ cần cẩn thận xé miếng dán tẩy lông. Xong, được rồi, làm thôi. Để miếng dán lên chỗ chân có lông. Khá là dễ chịu, không có gì phải sợ. Hey, đừng dính lên tay tao. Sao mày dính vậy? Cuối cùng cũng được. Ôi trời, thứ gì kỳ lạ thế này? Mình cũng có thể dùng nó trẻ mọi chỗ lại. Yeah, cảm thấy như mình là biểu tượng thời trang vậy. Giờ mình trông giống con gái thật rồi đấy. Mình nghĩ còn thiếu gì đó. Ôi không, như này không được đâu. Thôi nào. May là mình có một mẹo tuyệt vời cho việc này. Mình có thể dùng sờn móng tay che lên. Mình là chùm đồ thủ công cho con gái. Chờ chút, mình thích việc này á. Ew, không. Bước cuối cùng là một đôi giày đẹp. Yeah, đẹp quá. Tập đi catwalk sửa trước nha. Mình giỏi việc này ghê. Đây là tốc độ em bé, tăng lên nhé. Cấp độ của báo đúng. Tốc độ của tia chớp. Này các chàng trai, có một cô gái mới đến thành phố. Naomi tớ đến đây. Ôi trời, một vòng hoa quyến rũ. Mình chưa từng thấy người đẹp này. Đây, khỏe không tin. Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người lạ. Trời đã, cho tôi xin số điện thoại nhớ. Xin nữa thì tiêu. Cuối cùng cũng tới nhà Naomi. Chào, cô có thể giúp gì cho cháu? Cháu là Jessica. Cô không biết ai là Jessica. Cháu đến để học. Vào đi. Naomi đang ở đây. Hey. Hả? Cái gì vậy? Cậu là ai? Tớ là Justin này. Chào. Sao cơ? Cậu nói to hơn được không? Justin. Tôi cháu phải không? Bye cô. Xin nữa thì lộn. Tớ không tin vào mắt mình luôn. Justin. Đây là cách duy nhất để gặp cậu đấy cưng. Wow. Cậu làm việc này vì tớ sao? Tất nhiên rồi. Giờ hãy hôn cho xong nhé. Nhưng sao cậu làm được vậy? Lúc tớ tham gia buổi trình diễn thời trang.